Đây là hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022 ở tỉnh Hòa Bình, khiến người chồng chết, người vợ bị thương nặng. Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, anh Lò Văn Tuân, 39 tuổi, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Cà Thị Hoa, 40 tuổi, di chuyển trên quốc lộ 6A, hướng Hà Nội đi Sơn La. Khi đến đoạn thuộc địa phận xóm Nhuối, xã Tổng Đậu, huyện Mai Châu, xe máy của anh Tuân đã xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Văn Mạnh, 45 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội cầm lái. Cú va chạm khiến hai phương tiện lao xuống rãnh thoát nước ven đường, xe máy hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến anh Tuân tử vong, còn chị Hoa bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Theo công an huyện Mai Châu, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường dốc, một bên là núi và một bên là vực. Thời điểm xảy ra tai nạn, địa bàn có mưa và mặt đường khá trơn. Trưa ngày 24 tháng 11, công an huyện Mai Châu, Hòa Bình cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn